từ đây về chỗ Đồng Bảng là 5 cây rồi. Đúng rồi. Quên mất lúc nãy quên không mua thẻ hương. Lên đấy không đẩy ở ngay chỗ cổng ấy, ở ngoài thì bà đẩy ở chỗ cái nhà bán hoa quả cổng dốc lên này. Ờ, nhập cổng hương đấy. Chợ cổng bệnh viện này cũng đầy. Ờ, lên cổng bệnh viện tỉnh thường mua luôn, có cho nhớ không nhớ lên đấy lại quên mất. Bác bảo bác Tiến chứ không có bác lại mua. Không. Tất cả những cái này không bao giờ ông ơi. Bác vào luôn tập hóa đây này.